Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Linh Sam Mini TNCT. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 10. Thì hôm nay con lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình, đó là một cái lô Linh Sam ha. Thì trước khi vào clip thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ kênh con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì hiện tại như trên màn hình cô chú anh chị mình đang thấy á, đây là những cây Linh Sam siêu hoa. Thì Linh Sam siêu hoa này, cái thân của nó thì cỡ chừng ngón tay trỏ, cỡ chừng ngón tay trỏ ha. Thì hiện tại là gốc cỡ chừng ngón trỏ và chiều cao tầm khoảng chừng 50cm. Thì hiện tại những cây siêu hoa này bên vườn con đang giao lưu với giá là 46.000 một chậu. 46.000 một chậu Linh Sam siêu hoa ha. Hình như là cây nào cũng vậy, thân cỡ chừng ngón tay trỏ nè, còn chiều cao tầm khoảng 50 đó, chi tàn rất nhiều. Linh Sam siêu hoa thì bông của nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Còn ở bên này thì hiện tại vườn con đang có loại Linh Sam hoa trắng. Thì Linh Sam hoa trắng này bên vườn con đang giao lưu với giá là 40.000 một chậu. Thân của nó cỡ chừng ngón tay út và chiều cao tầm khoảng chừng 50cm. Linh Sam hoa trắng ha, 40.000 một chậu nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo sát một bên đây là Linh Sam tím than. Linh Sam tím than là loại lá tròn như thế này nè ha. Đó, loại lá tròn này là Linh Sam tím than. Thì cây như thế này nè, thân của nó là nhỏ hơn cái chiếc bút chì luôn nha. Do loại này chiếc nhánh rất khó cho nên giá nó rất là mắc, là 70.000 một cây. 70.000 một cây Linh Sam hoa trắng như thế này ha. Thì cây nhỏ thì có ưu điểm của cây nhỏ nha cô chú anh chị. Thì những cái chi cành này nè, nó còn nhỏ cho nên nó rất là dẻo. Về cô chú anh chị mình có thể là lựa chọn ra để quấn những cái thân, nói chung là mình tạo dáng trước ha, tạo dáng từ lúc nhỏ. Linh Sam tím than là 70 nha. Còn đây là Linh Sam hồng phấn. Linh Sam hồng phấn thì thân bự hơn cái dưới bút chì, còn chiều cao tầm khoảng chừng 45cm. Thì cây Linh Sam hồng phấn này bên vườn con đang giao lưu với giá là 40.000 một chậu. Nó bằng với Linh Sam hoa trắng ha. Hồng phấn vô hoa trắng là đồng giá là 40.000. Rồi tiếp theo là Linh Sam hạt gạo. Như trên màn hình của chú anh chị mình đang thấy nè, đây là những cây Linh Sam hạt gạo mà bên vườn con đang giao lưu á. Đó, như những cây nhỏ nhỏ mini này là bên vườn con đang bán là 46.000 một chậu nha cô chú anh chị. 46.000 một chậu Linh Sam hạt gạo ha. Cái này về cô chú anh chị mình ghép tiểu cảnh hoặc là làm những cây bonsai mini nhỏ nhỏ nha. Linh Sam hạt gạo 46.000. Rồi ở bên này thì con có Linh Sam 86. Linh Sam 86 hiện cũng có hai dạng. Dạng bụi thì về của chú anh chị mình tách ra được một hoặc là hai cây. Đó, thân cái chừng ngón tay út trở lên, cây đang phát triển rất là đẹp. Còn dạng thứ hai là cây một cốt. Một cốt thì thân cũng cỡ ngón út trở lên luôn, chiều cao tầm khoảng chừng 40cm. Thì một cây Linh Sam 86 như thế này bên vườn con đang bán là 39.000 một chậu ha. 39.000 một chậu Linh Sam 86. Còn ở bên này thì vườn con hiện tại đang bán là những cây Linh Sam hạt gạo giá từ 100 cho đến 200.000 một chậu. Mấy cây này là được bên vườn con mới vừa cắt tỉa rồi. Còn ở bên này là chưa cắt tỉa loại to ha. Giá từ 100 cho đến 290 đó. Của chú anh chị mình muốn mua những loại cây nào thì kết nối Zalo với con sẽ chụp hình, con gửi cụ thể từng cây của chú anh chị mình lựa chọn ha. Linh Sam hạt gạo nha cô chú anh chị. Rồi thì ngoài cây hạt gạo ra thì con có mấy cây Linh Sam không gai. Linh Sam không gai này thì giá là 60.000 một chậu. Thì cái này là con sẽ bán bằng cách là cô chú anh chị mình kết nối Zalo, con sẽ chụp hình con gửi cho cô chú anh chị mình xem từng chậu ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ con trong thời gian qua rất nhiều. Thì con cũng xin kết thúc video và tạm dừng tại đây.